Ngày 1 tháng 2 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3 tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2023, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Đây là địa phương được Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức điểm Ngày hội Tòng quân nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn quân. Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Thanh niên Quân đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý, các thanh niên trên địa bàn thành phố Phủ Lý trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023 cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân. Với chủ đề Tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ngày hội Tòng quân diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tượng đài mời nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, trồng cây lưu niệm, tham quan các di tích lịch sử, giao lưu giữa các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và bộ đội xuất ngũ với thanh niên nhập ngũ năm 2023, hội trại, liên hoan văn nghệ, giao lưu văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian, trao quà tặng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an lên đường nhập ngũ. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục cho tuổi trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ thành phố Phủ Lý đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại chương trình giao lưu, lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố trao quà cho các đơn vị phường, xã, tặng quà cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, động viên các tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ vào ngày 6 tháng 2 tới.